Thôi hút cái vài điếu thuốc đi. Địt mẹ. Hôm nay mà chết phát nữa là địt mẹ kiếp là cứ niệm thần hồn. Nhá. Anh nhà tôi nói trước ông biết đấy. Không đưa tiền cho ông rượu nữa. Tớ giờ bỏ ngay rượu luôn kịp. Cũng không vừa vừa anh phải. Bao nhiêu lần rồi không uống rượu nhưng mà vẫn cố qua lại. Hôm nọ anh biết không? Anh không biết giờ đến thứ hai mổ rồi em anh đang trường trước tôi đang chơi đấy, có ta đây uống bia uống rượu. Anh không biết nào rồi. Đấy, đây. Đấy, anh cơm chưa? Ăn rồi đấy. Ăn cơm quả thôi, uống vừa phải thôi. Mẹ thứ hai lên bàn là mổ. Chứ bây giờ biết mẹ vừa hôm qua ông nhìn thấy trong đây ông ngồi ông uống một đống như thế này. Thứ hai ông mổ nào được? Một lon thôi thì tưởng cả cái đống dưới cầm bàn kia. Mà có thể là không nên uống đấy. Bớt cho cái lon này cho uống lon thôi. Cất cái lon này kìa. Cho nó uống thế thôi. Nó gọi không cho nó nữa. Huynh em ơi. Nếu có nếu có uống thì uống cốc nước mía kìa. Nó không cháy nhà không chết người được đâu. Nó không có cồn đâu. Đấy, thằng Hải hôm qua mới thổi là 0.89 đấy. Nhá, mà đưa cho cái mức nhẹ nhất mất 2 triệu là 0.02 đấy. Nhớ chưa? Thổi hôm qua là thổi hơi căng đấy. Đi mẹ đây này, thổi cách mũi tận cách mồm tận này này. Nhá, 0.89 đấy. Định lên bàn thờ ngồi à? Ăn chuối cả nã, ăn gà, ngắm gà khỏa thân à? Thế thôi, thứ hai mổ xong về ná. Thế thôi. Chưa, vấn này chưa gặp bát hương được. Chưa nạp bát hương được. Sạc mang cái gì nữa? Đúng không ạ? Đâu? Hôm trước em còn không cho uống đâu, mà tức giận em uống 2 năm bia rồi, xong còn gọi thêm một chai rượu nữa.